Thế sau chuẩn bị xua đo cộng mai bằng phôi làm áp chả ngày nay mình theo miền tiệp về hà bằng phôi tập tiệp mộc chuẩn bị đo bằng phôi làm áp nia chả đi cứ chia sải sầm sấp đôi liền nè chả sải sầm sấp đôi liền nè đi không đái chui chia ba đôi chỉ nè chỉ người được nôm ai chả đông sạt đông kí chỉ người lơ chiêm chỉ người được sải tư tây chả chỉ người tập đẹp của biển chả hai chỉ cua sải sầm sấp đôi liền nè đi không đái à lấy năng men lụa chân chia tầm lại đông sạt cả mỗi cái lỗ trong tay mà rồi đó là tệ bằng phôi chia phi cái lỗ than chu này bằng phôi là cái lỗ chiêu bay cái lỗ than chu này bằng phôi phi cái lỗ chả chiêu pram cái lỗ than chu này bằng chiêu pram cái lỗ than chu này bằng phôi phi cái lỗ chả cứ bị xem một đèn hay đi chia tập hết đầm nắng khăn chả đầm nắng khăn này chơi chia ba đôi chia này để tôi lấy muộn này để thoát lang kỳ lỗ khăn chả này để mình khăn quả bùa trong thùng đó đam đài chả quạt ăn mà chơi chỉ môi nâng đầm nắng khăn dọc tay kỳ xa bàn chả môi bờ ấp sợ bị bay cái lỗ tơ pram cái lỗ chả môi bờ ấp trong tay sang tập đầm lá tê bông ôn chia pi bờ ấp than chưa muội chả chả nắng chơi cả đôi kia chả chơi chia ba đôi chia nè đẹp sai cả liền chả slam mà chìm hiên khluồn chả cả hai yu nam on min cầu chả quạt ăn mà chơi chỉ môi nâng chốt ở sọt bò ran dọc tay kỳ xa bàn chả chúng tôi chìm nắng chơi nên mới cần chăm trong tại sang sập là tê bông bông chia pin cần chăm học sập là tham chui mùi chả xa tham của đôi kia mỗi đó trong tại sang sập là tê pi đang học sập là tham chui mùi chả rob là tập hoa là bao là kêu su sấy thua chả miết ca là tua score pi cái su của khan phải ba pin lình chả và sân thì bông bông trong ban rob là tập hoa là bao là kêu su sấy thua a cha châu pay thì bao là kêu su sấy thua toàn chả rừng mưa kho tạm đây tôi đã sạc đôi chỉ nên khi ông ban lớn như thế sau mà khuẩn